Chào các bạn, hôm nay Gia Dụng Nhà Việt sẽ cùng bạn tìm hiểu cái bộ khởi động từ contactor có mã là CZX2 1810, có sức chịu tải tối đa là 18A 220V, tức là có thể hỗ trợ thiết bị lên tới là 4000W. Đó là điện một pha, còn điện 3 pha thì nó có thể hỗ trợ lên tới thiết bị là 7000W. Và đây là cấu tạo của contactor CZX2 1810. Phía sau này chúng ta có cái phần này để gài vào bảng mạch điện. Và đây là thông số về kích thước. Các bạn kéo này để gài vào. Đây là thông số kỹ thuật của chiếc contactor này. Có thể sử dụng cho điện một pha hoặc là điện 3 pha và thường được dùng để bật tắt các cái thiết bị có công suất lớn như là động cơ hay là các cái máy móc có công suất lớn. Đây là công tắc từ này. Khi bộ phận điều khiển được cấp điện thì nó sẽ kéo công tắc từ này xuống và tiến hành là đóng mạch. Còn đây là hai chân đấu điện cho phần mạch điều khiển. Và khi điện xoay chiều 220V được cấp vào đây thì cái mạch điều khiển nó sẽ đóng công tắc từ xuống và coi như là bật công tắc đấy ạ. Thì các cái chân L1, L2, L3 nó sẽ được nối với cái chân T1, T2, T3. Thì đấy là những chân kết nối chính, còn đây là chân kết nối phụ này, cũng được nối xuống chân kết nối phụ ở dưới. Bây giờ chúng ta sẽ làm thực nghiệm để đấu nối cái khởi động từ này với cái bóng điện. Đây là bóng điện đèn LED và kết hợp với công tắc điều khiển từ xa. Cái công tắc điều khiển từ xa này có đặc điểm là có thể điều khiển được khoảng cách lên tới 1 km của hãng Honest. Tuy nhiên, nó chỉ có công suất khoảng 500W thôi. Và như thế chúng ta sẽ không thể điều chỉnh được các cái thiết bị công suất lớn hơn. Nên tôi sẽ phải kết hợp với cái khởi động từ để có thể điều khiển tắt bật các cái thiết bị lên tới công suất là 4000W hoặc là các thiết bị 3 pha. Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu cấu tạo hoạt động của cái công tắc điều khiển từ xa Honist. Ở đây chúng ta thấy các cái chân điện vào này, thì hai chân bên trái là đấu điện vào và hai chân bên phải là đấu điện ra. Khi công tắc được bật thì hai chân đầu ra sẽ được cung cấp điện 220V và chúng ta sẽ đấu hai cái đầu ra này vào hai chân điều khiển của contactor. Tức là khi công tắc bật thì cái contactor này cũng được đóng mạch và điện sẽ được cung cấp cho các tải thông qua contactor. Dựa trên phân tích trên thì chúng ta sẽ đấu cái phần điều khiển contactor này với đầu ra của công tắc điều khiển. Các bạn sẽ nới cái ốc này ra và sau đó đấu dây vào. Chúng ta sẽ dùng cái dây có hai sợi, một cái cực nóng và một cực nguội. Nóng ở bên tay trái và nguội ở bên phải. Và các bạn sẽ vặn ốc chặt để cố định các cái đầu dây này. Hai cái đầu dây này sẽ được đấu nối sang với cái phần công tắc Honist để khi mà bật cái công tắc đó ấy, thì điện sẽ được cấp vào phần điều khiển này để đóng cái contactor. Đây là dây nguội này. Điện xoay chiều thì các bạn cũng không quan trọng lắm dây nguội, dây nóng. Tuy nhiên chúng ta cứ nên đấu đúng. Đầu này các bạn sẽ đấu vào cái phần đầu ra của điều khiển từ xa. Chúng ta sẽ đấu vào hai cái chân ở bên phải. Nóng ở bên trái và nguội ở bên phải. Các bạn sẽ vặn ốc chặt để cố định các dây. Tiếp theo chúng ta sẽ cần đấu nối để cấp nguồn cho cái bộ điều khiển từ xa. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ phải cấp nguồn để cấp cho tải. Tức là nó đóng mạch thì vẫn phải có cái phần nguồn vào để đóng mạch cấp nguồn cho tải. Thế thì cái phần này chúng ta sẽ dùng cái dây cắm điện để đấu nguồn vào đây. Đây là nguồn vào của công tắc điều khiển. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ cần phải đấu nguồn vào cấp cho tải ở phần trên của contactor này, chính là cái chân L1, L2 đấy ạ. Tức là các bạn có thể đấu L1, L2 cũng được hoặc L3, có 3 chân các bạn đấu chân nào cũng được. Thì ở đây điện xoay chiều nên chúng ta chỉ đấu hai chân thôi. Tôi sẽ ưu tiên đấu L1 và L2. Các bạn sẽ vặn cái ốc này ra và đấu hai dây vào. Cái này hai nguồn vào như nhau nên chúng ta sẽ đấu song song giữa nguồn vào của cái điều khiển từ xa với nguồn vào của contactor. Tức là tôi sẽ đấu hai dây song song. Thì một cái dây này là vào này và một cái đầu dây này là ra để cấp nguồn cho cái điều khiển từ xa. Nóng vẫn ở bên trái và nguội ở bên phải nhé. Đây là tôi sử dụng chân L1 và L2. Các bạn vặn chặt lại. L1, L2 đây chính là cái nguồn để các bạn đóng cấp cho tải. Đây cái dây chích này để cấp nguồn cho điều khiển từ xa. Các bạn sẽ đấu cái này vào phần đầu vào của điều khiển từ xa. Và chúng ta cũng sẽ đấu dây nóng ở bên trái và dây nguội ở bên phải. Đây dây nguội màu trắng đấy ạ.
và bạn chặt ốc lại để cố định dây. Đây là cái phần đầu cấp điện cho công tắc điều khiển từ xa và cấp điện vào cho contactor để truyền sang tải. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đấu tải. Thì các bạn sẽ đấu vào phần T1 và T2 để cấp nguồn cho tải. Thì cái nguồn này nó sẽ được đấu vào với L1, L2 khi mà contactor đóng điện. Tức là khởi động từ nó bật đấy ạ. Các bạn vặn chặt lại. Như vậy là việc đấu nối đã xong. Chúng ta sẽ kiểm tra lại lần cuối trước khi cắm điện. Sau khi cắm điện thì các bạn sẽ dùng cái điều khiển này để bật tắt cái công tắc điều khiển từ xa. Khi bật ấy, thì ta thấy điện nó sẽ đóng cấp cho cái phần điều khiển của contactor và cái khởi động từ nó sẽ được tụt xuống này và đóng mạch giúp cho đèn sáng. Tắt thì cái khởi động từ này cũng tắt theo. Các bạn thấy không? Nó cứ tụt lên tụt xuống đấy. Và các bạn có thể lấy tay ấn ở đây, nó cũng sẽ đóng mạch này để chúng ta kiểm tra đấy ạ. Và qua đây các bạn có thể hiểu được cơ cấu hoạt động của cái khởi động từ contactor và cách đấu nối cũng rất là đơn giản. Nhân tiện đây thì tôi cũng sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa điều khiển từ xa hoặc là kết nối điều khiển từ xa mới của cái công tắc điều khiển từ xa Honex. Tại đây các bạn sẽ thấy có cái nút bấm này. Bình thường bấm nó sẽ là tắt và bật. Còn khi các bạn bấm và giữ ấy, thì chúng ta bấm và giữ 10 giây ấy, nó sẽ nháy theo hai chu kỳ là nó sẽ xóa hết tất cả các điều khiển. Và như vậy là cái điều khiển tôi đang cầm này cũng sẽ không bấm được. Muốn kết nối lại ấy, thì các bạn sẽ bấm và giữ cái nút này. Bây giờ nó nhấp nháy ấy, thì các bạn sẽ bấm nút bất kỳ trên điều khiển, nó sẽ nhận điều khiển mới. Và từ bây giờ chúng ta lại bấm được tắt bật đây. Đấy là cách kết nối thêm điều khiển. Tương tự với các điều khiển khác các bạn cũng làm như vậy. Trên đây là cách đấu nối cái contactor với công tắc điều khiển từ xa và tải. Để tìm hiểu kỹ hơn về contactor và các cái bộ điều khiển từ xa, các bạn có thể truy cập trang web giaduongnhaviet.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.